Ui, nhà cậu sạch thế. Ừ, ngày nào tớ cũng quét dọn mà. Sáng nào tớ cũng dậy sớm quét dọn nhà cửa rồi mới đi học. Chiều về cũng thế, nên nhà tớ lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Tớ cứ dậy muộn thôi. Mà tớ dậy tớ chỉ đủ thời gian để đánh răng rửa mặt xong rồi tớ đến lớp luôn. Tớ không có thời gian để làm gì khác nữa cả. Chiều về thì tớ về nhà là tớ chơi game luôn. Sau đấy rồi tớ ăn tối rồi tớ đi ngủ thôi. Thế ở nhà cậu không làm bài tập à? Tớ... Nhưng mà về nhà tớ cứ buồn ngủ thôi. Tớ không làm bài tập ở nhà được. Đến lớp rồi tớ mới làm. Oh no. Bon Bon TV. Về nhà rồi, mình sẽ giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa thôi. Ơi, mình đây. Tớ vào nhà cậu chơi nhá. Ừ, cậu vào đi. Ui, nhà cậu sạch thế. Ừ, ngày nào tớ cũng quét dọn mà. Ôi, bàn sạch thế nhờ. Cậu vừa lau bàn xong thế à? Ừ. Sáng nào tớ cũng dậy sớm quét dọn nhà cửa rồi mới đi học. Chiều về cũng thế, nên nhà tớ lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Thế à? Nhà cậu sạch thật ý. Còn cậu thì sao? Tớ cứ dậy muộn thôi. Mà tớ dậy tớ chỉ đủ thời gian để đánh răng rửa mặt xong rồi tớ đến lớp luôn. Tớ không có thời gian để làm gì khác nữa cả. Chiều về thì tớ về nhà là tớ chơi game luôn. Sau đấy rồi tớ ăn tối rồi tớ đi ngủ thôi. Thảo nào mà hôm nào tớ cũng thấy cậu tới lớp rồi mới vội vàng làm bài tập. Thế ở nhà cậu không làm bài tập à? Tớ... Nhưng mà về nhà tớ cứ buồn ngủ thôi. Tớ không làm bài tập ở nhà được. Đến lớp rồi tớ mới làm. Thế là không được rồi. Cậu à, nếu cậu cứ tiếp tục như thế sẽ thành một thói quen tật xấu. Thế lớn lên cậu sẽ không làm được gì đâu. Mẹ tớ bảo nếu muốn thành công trong công việc, ngoài thông minh ra còn phải cần cù, siêng năng, chăm chỉ và nhiều việc khác nữa. Tớ cũng muốn sau này tớ thành công lắm, nhưng mà tại tớ cứ ngại việc thôi, tớ không thích làm việc. Làm thế nào để tớ có thể trở nên siêng năng được? Tớ bảo này, nếu cậu muốn thành công trong công việc và cuộc sống thì cậu hãy thật sự chăm chỉ trong công việc và học tập. Tớ biết rồi, từ nay tớ sẽ dậy sớm giống như cậu này. Sau đấy là quét dọn nhà cửa cho mẹ này, vừa ăn sáng rồi đến lớp học. Đến lớp là phải chăm chỉ học tập này, về nhà phải chịu khó làm bài tập này, rồi đọc nhiều sách vở này, đúng không? Đúng rồi, chúng ta hãy cố gắng nhé. Thôi, bây giờ tớ về nhà đây, để tớ giúp mẹ tớ nấu cơm nhá. Tớ cảm ơn cậu nhá, tớ về đây. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.